Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội lớn của đất nước đang được chờ đón với sự háo hức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước. Chắc chắn người dân sẽ rất tin tưởng, gửi gắm nhiều kỳ vọng tới các đại biểu. Thì cũng rất là tin tưởng cái sự sáng suốt của cử tri lần này sẽ lựa chọn để bầu ra được những đại biểu là đủ đức, đủ tài và xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tôi thực sự là tôi mong muốn là rất cần những ứng cử viên mà dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám phát biểu và dám chịu trách nhiệm, sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Và tôi cũng mong muốn rằng là mỗi đại biểu khi trúng cử thì họ sẽ đi sâu, đi sát vào nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước. Tiến hành trong một ngày, 23 tháng 5, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Mỗi lá phiếu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào những ứng cử viên thực sự tiêu biểu. Thì các cái đại biểu Quốc hội là quân đội thì sẽ góp phần giúp Quốc hội để hoạch định các cái chủ trương chính sách để xây dựng quân đội cách mạng chính quy và hiện đại vào năm 2030. Giúp Quốc hội tức là xây dựng những cái chủ trương chính sách để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để xây dựng một tiềm lực quốc phòng mạnh trong điều kiện hiện nay. Là một cử tri thì tôi cũng kỳ vọng, mong muốn là những người ứng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là phải có đủ đức, đủ tài, có trình độ, có năng lực, làm tròn với cái chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu và phải gần gũi nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Là một cử tri thì chúng tôi mong muốn các ứng cử viên trước hết là phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để nâng cao cái bản lĩnh chính trị cũng như cái phẩm chất đạo đức của mình, gần gũi, lắng nghe và tiếp thu những cái ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ, tìm tòi để tìm kiếm những cái giải pháp đóng góp cho Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân các cấp. Cử tri cả nước đang đón chờ ngày hội non sông để được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Háo hức mong chờ là tâm trạng chung của cử tri cả nước, đặc biệt là đối với những bạn trẻ lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Tôi cảm thấy rất là hồi hộp và háo hức khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Và đặc biệt hơn là tôi sẽ bầu cử cho những nữ ứng cử viên tiêu biểu là nữ. Tôi mong là các bạn sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định để tham gia cuộc bầu cử trong thời điểm dịch bệnh là an toàn nhất và hiệu quả và thành công. Và đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân của mình, cho nên tôi cũng rất là hồi hộp và chờ đợi được bỏ phiếu của mình. Đây là một bước để đánh dấu sự trưởng thành của tôi, niềm tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ cao cả trong ngày bầu cử trọng đại của đất nước. Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử và tâm trạng của em thì rất là vui vẻ, phấn khởi. Em rất là hân hoan và sẽ vận động mọi người đi đầy đủ. Bản thân tôi là một cử tri sắp tới sẽ là lần đầu tiên được tham gia bầu cử ở Quốc đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì bản thân tôi cảm thấy rất là háo hức và hồi hộp để mong chờ đến ngày diễn ra bầu cử Quốc hội. Và đó cũng là một phần trách nhiệm của một người công dân khi thực hiện bầu cử Quốc hội, góp phần nào đấy tạo nên sự thành công cho Quốc hội, cho bầu cử Quốc hội sắp tới. Mỗi lá phiếu của cử tri chính là sự tin tưởng, kỳ vọng, mong mỏi vào các đại biểu sẽ hoàn thành trọng trách, thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở trung ương và địa phương, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.